Chào các bạn, tiếp tục trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái thiết lập mới trong phần ViewRange, đó là về ViewDiff. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc hướng dẫn các bạn thiết lập cái hiển thị đối tượng qua cái công cụ ViewDiff, sau đấy thì giúp các bạn hiển thị đối tượng với các thiết lập bằng Lifestyle và VG kết hợp với ViewDiff trong Revit là như thế nào. Lưu ý, kiến thức này cũng là một trong những kiến thức rất quan trọng với các bạn khi sử dụng Revit, đặc biệt là với các bạn vẽ kỹ thuật triển khai bằng phần mềm này. Do vậy, hãy tập trung các bạn nhé. ViewDiff là cái thiết lập giúp bạn nhìn độ sâu của view. Tức là như thế này. Giả sử mình đang ở tầng 1 nhưng mình về tầng 2 đi. Mình tắt cái view đi. Mình về tầng 2. Thì giả sử mình đang ở tầng 2 nhưng mình muốn nhìn xuống các đối tượng ở tầng 1. Những cái đối tượng nào thấy được mình sẽ muốn nhìn thấy nó. Thì các bạn sẽ vào ViewRange. Các bạn điều chỉnh view đi cho mình. Giả sử các bạn muốn nhìn thấy từ tầng 2 là các bạn muốn nhìn xuống tít tầng 1 thì các bạn chọn level 1. Các bạn fly. Bạn thấy đây, những đối tượng nào được thấy được trong tầng 1 thì nó sẽ hiện thị đây. Được ạ? Đúng ạ? Các bạn thấy không? Hoặc các bạn có thể thiết lập cho nó là unlimited, là không giới hạn, tức là nó thấy tất cả những cái đối tượng từ cái level 2 nhìn xuống bất kể nó cao độ nào đều thấy được. Nó là unlimited. Các bạn cũng có thể linh động tùy điều chỉnh, ví dụ các bạn thấy nhá. Ở đây lúc nãy nó là level 2, đúng không ạ? Apply. Các bạn thấy không thấy được tầng 1. Và bạn để ý này. Mình có hai cái khối hộp đây. Đấy, nó nằm ở dưới cao độ tầng 2. Được chưa? Mình cho bạn xem mặt đứng này. Đây, hai cái hộp, cái khối hộp này. Thì các bạn có thể điều chỉnh, giả sử mình cho cái view deep của mình tụt xuống. Từ đây đến đây là 1m1 chẳng hạn, đúng không ạ? À không, cái cao độ tầng 2 chúng ta đẩy cơ. Đây, thì giả sử mình điều chỉnh cho nó cái view deep tụt xuống đây 1m4, thì bạn sẽ thấy nhé, chúng ta sẽ thấy được cái khối hộp này. Mình vào tầng 2 này, mình điều chỉnh view range, view deep level 2 -1400, apply. Đấy, bạn thấy chưa, chúng ta đã nhìn thấy được khối hộp này. Tuy nhiên các bạn thấy này, cắt qua đây thì mặc dù chúng ta thấy khối hộp này nhưng chúng ta không cắt qua cái bức tượng, cái cửa. Vì đi chúng ta không đến cái cửa nên lý do là tầng 2 chúng ta không nhìn thấy cái cửa đây. Nhưng giả sử các bạn thấy này, mình cho cái view deep của mình từ đây tụt xuống chẳng hạn, đây chẳng hạn là 2m2, thì bạn xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Mình vào view range, cho nó xuống -2200, apply. Đấy, thì bạn thấy chúng ta đã thấy được cái hộp còn lại và thấy được những cái cửa. Tuy nhiên các bạn lưu ý là thấy nhé, chứ không phải cắt qua. Đấy, nó là nét thấy chứ không phải nét cắt là cắt lên, được chưa? Và với những cái đối tượng mà được thể hiện trong vùng view deep ấy, thì các bạn hoàn toàn cũng có thể thiết lập được cái thuộc tính hiển thị của nó. Giả sử trong các bản vẽ các bạn muốn nhìn thấy các đối tượng ở tầng 2 nhưng muốn nhìn thấy tầng 1. Tuy nhiên về bản chất nó không nằm trong cái view tầng 2, chỉ là các bạn có thể cái diễn tả cái bản vẽ thôi. Thì chúng ta phải thay đổi cái thuộc tính của nó. Giả sử chúng ta sẽ cho nó là nét đứt và nét màu gì đấy, nét nhạt đi chẳng hạn. Thì để thiết lập thì các bạn sẽ vào cho mình vào Manage, và các bạn vào cho mình cái Additional Setting và vào trong Lifestyle. Thấy chưa? Và đối tượng đấy nó sẽ được thể hiện bằng Bison. Tất cả những đối tượng được thể hiện trong ViewDiff nó sẽ thể hiện bằng Bison các bạn nhé. Thì bạn thiết lập ở đây. Giả sử mình cho nó nét màu nhạt nhạt đi như thế này chẳng hạn. Ví dụ thôi nhá. Và nó loại nét là nét đứt. Được chưa? Mình apply. Bạn thấy không? Đây. That does là cái nét chấm phẩy. Đây. Mình cho nó là nét dot chẳng hạn. Đấy. Bạn thấy chưa? Thì đây là vấn đề thể hiện trong bản vẽ, làm sao cho nó dễ hiểu, giúp cho người ta có thể hiểu được. Đấy, đúng không ạ? Rồi. Được chưa? Thì như vậy thì các bạn trong bài học hôm nay các bạn đã được thực hành hiểu rõ về một chút về ViewRange, được thực hành về cái công cụ cut plane, thiết lập cut plane và ViewDiff.
Lưu ý các bạn là về vấn đề thiết lập ấy, hiển thị gì thì các bạn có thể thiết lập trong Object Style hoặc lệnh VG. Và với View Div thì các bạn có thể thiết lập trong Line Style, được chưa? Ngoài ra thì với cái View Div này các bạn cũng có thể thiết lập trong VG. Trong VG các bạn lưu ý cũng có mục Line các bạn nhé, cũng có mục Line đây ạ. Thì cái này nó sẽ áp dụng cho từng view. Nếu các bạn thiết lập trong cái Additional Line Style này thì ở bất cứ view nào nó cũng như nhau, nó cũng như nhau đấy, nó cũng như nhau. Ví dụ mình lên cái view top chẳng hạn, mình điều chỉnh cho nó cái VG này, view line, ở đây mình cho nó là unlimited line, thì bạn thấy view nào nó cũng như nhau hết. Nhưng giả sử nếu các bạn muốn view thì như thế này, view thì như thế kia, thì các bạn buộc lòng phải thiết lập trong VG. Các bạn vào ấn VG, hoặc các bạn có thể thiết lập trong View Template như các bài học trước mình nói, thì các bạn vào Line, các bạn chọn Beyond đây, Override cho nó, chọn độ dài của nét này, màu sắc, ví dụ đây không phải là nét hồng nữa mà nét xanh chẳng hạn, trong cái view này là nét xanh, đây là nét liền đấy chẳng hạn, nét này chẳng hạn, ok, Line, thấy chưa? Đấy. Đấy, thì các bạn thấy trong bài học này mình nói rất nhiều thứ, không chỉ mỗi view range mà cả cái câu chuyện về line, line style, object style, VG các bạn có thể học được, được chưa? Có rất nhiều kiến thức trong bài học này và các bạn hãy cố gắng hiểu, có gì không hiểu có thể liên hệ mình các bạn nhé. Ok. Như vậy trong bài học hôm nay các bạn đã được giới thiệu về công cụ view range, thiết lập về view range, hiểu hơn về view range, cũng như là được thiết lập về cái các plane và view deep. Như mình nói thì bài học này khá là nhiều kiến thức, do vậy các bạn hãy xem đi xem lại thật nhiều lần. Kiến thức nào không hiểu thì liên hệ mình, mình rất là sẵn lòng để hướng dẫn các bạn, để các bạn có thể học tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau của bộ video này. Như vậy thì trong bài học hôm nay các bạn đã được hướng dẫn thiết lập về cái hiển thị bằng view deep với những cái thiết lập đối tượng bằng lifestyle và lệnh VG. Những kiến thức này là, như mình khẳng định lại một lần nữa, là sự tổng hòa của nhiều kiến thức, bao gồm cả kiến thức về thiết lập, cả kiến thức về hiển thị, bao gồm cả view deep, cả lifestyle, cả VG, thậm chí là cả object style, như các bạn thấy. Do vậy thì các bạn hãy cố gắng thực hành thật nhiều, xem video thật nhiều nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.